thông tư 303 năm 2016, các đơn vị thu phí, lệ phí được phép sử dụng biên lai điện tử. Để đáp ứng yêu cầu trên, MISA xin giới thiệu tới quý vị phần mềm hóa đơn biên lai điện tử MISA MiInvoice, được phát triển bởi công ty cổ phần MISA, có trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3, an ninh thông tin đạt tiêu chuẩn ISO 27000, chứng chỉ CSA, là phần mềm hóa đơn biên lai điện tử đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ blockchain giúp gia tăng sự an toàn, minh bạch và chính xác của biên lai, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ biên lai điện tử theo đúng quy định. Các nghiệp vụ biên lai điện tử đều có thể thực hiện dễ dàng trên phần mềm chỉ với vài click chuột, như tạo lập danh mục phí, lệ phí, lập và phát hành biên lai điện tử, gửi biên lai cho khách hàng, xóa bỏ biên lai, lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai và tất cả các nghiệp vụ biên lai điện tử khác. Hoàn tất hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử với cơ quan thuế, sử dụng MISA MiInvoice, quý vị chỉ cần 5 phút là có thể hoàn tất bộ hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử để nộp cho cơ quan thuế. Trong đó, phần mềm cung cấp sẵn 6 mẫu biên lai không in sẵn mệnh giá với đầy đủ các thông tin theo đúng nội dung tư vấn của Tổng cục Thuế. Không chỉ vậy, quý vị còn có thể dễ dàng tự thiết kế mẫu biên lai theo nhu cầu của đơn vị mình. Quản trị tình hình sử dụng biên lai của công ty. Lãnh đạo đơn vị có thể quản trị toàn diện tình hình sử dụng biên lai của đơn vị một cách tức thời và hiệu quả, như biết được có bao nhiêu biên lai đã phát hành, bao nhiêu biên lai còn được sử dụng, biết được tổng giá trị biên lai đã phát hành chi tiết đến từng khách hàng và rất nhiều các thông tin khác, từ đó đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, hiệu quả. MISA MiInvoice được xây dựng theo định hướng mở, sẵn sàng kết nối với hệ thống thu phí, lệ phí, hệ thống một cửa điện tử tại các địa phương, giúp phát hành biên lai điện tử nhanh chóng, chính xác hơn. Ngoài ra, còn rất nhiều tính năng hấp dẫn đã sẵn sàng và liên tục cải tiến để phục vụ tối đa nhu cầu của đơn vị, như phân quyền sử dụng mẫu biên lai theo nhu cầu, chuyển biên lai thành chứng thư giấy, tự thiết lập email, tin nhắn gửi biên lai. Người nộp phí tra cứu được danh sách biên lai thu phí, lệ phí và rất nhiều các tính năng hấp dẫn khác đang chờ quý vị khám phá. Vậy còn chần chờ gì nữa? Các quý vị hãy nhanh tay đăng ký để sử dụng phần mềm hóa đơn biên lai điện tử của MISA ngay hôm nay bằng cách nhấn mua ngay trên phần mềm hóa đơn biên lai điện tử qua website minvoice.vn.